quý khán giả đang quay trở lại với chương trình 100 lần thất bại. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ năm trên kênh YouTube MCV TV và trên các nền tảng khác của MCV Network. Chương trình rất vui khi chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, bà chủ của Aegis Store. Hello mọi người, trời đất ơi, hôm qua nay không gặp là nhớ tôi dữ lắm phải không nè. Bữa nay lại lên sale nè, mấy ba mấy má của tôi ơi. Rồi bây giờ nè, hỡi những cánh tay cánh giò gì đâu, dơ lên nè, ai đồng ý cho tôi sale nè, dơ lên tôi sale liền. Dơ thẳng cái cánh tay lên nè, để tôi đồng ý tôi sale liền nè. Bây giờ tôi sale combo nào được thể theo yêu cầu của mấy bạn nè, mấy bạn nói đi. Mấy bạn muốn sale combo nào mấy bạn nói đi, rồi khỏi cần nói tôi cũng biết combo 8 không. Tại vì thằng này best seller bên tôi, vừa rẻ vừa đầy đủ các sản phẩm nữa. Rồi 1, 2, 3 mở lên sale, anh ơi sale em đi anh. Sale em, sale maximum luôn. Ừ đúng rồi sale em, sale 5.000 thôi. Sale 5.000 thôi nha mấy đứa. Tại biết sao không, mình nhiều chịu nhiều phí quá đó. Mình sale nhiều mình chịu không nổi nha. 5.000 đi anh ơi, rồi 1, 2, 3 lên tắt like. Ai mua được thì chúc mừng nha. Tắt like nha, bye bye. Rồi xong rồi đó. Chắc nãy giờ không đứa nào mua đâu. Tại vì sale có 5.000 mà không đứa nào mua đâu em. Đặng Kiều Duyên hay còn được cư dân mạng gọi với cái tên thân mật là bà chủ Ơ Duyên, một trong những người đi đầu trong phong trào bán bánh tráng phơi sương. Với kênh TikTok hơn 400.000 follow, Ơ Duyên Store hiện là một trong những kênh TikTok bán hàng ăn vặt chạy nhất trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại. Với sản phẩm chất lượng, đa dạng, Ơ Duyên đã đưa bánh tráng của mình đi xa hơn đến các nước lân cận. Vậy cô gái này đã làm như thế nào để có được thành công như vậy? Hãy cùng theo dõi chương trình 100 lần thất bại ngày hôm nay nhé! Chào mọi người, thì mình tên là Kiều Duyên. Thì hiện tại mình là kinh doanh bánh tráng phơi sương. Thì cái cửa hàng gian hàng của mình ở trên TikTok đó là Ơ Duyên Store. Cái tên Ơ Duyên nó không liên quan đến cái tên của chị lắm. Vậy cơ duyên nào chị đặt tên cửa hàng mình là Ơ Duyên? Thật ra Ơ Duyên á, là hồi ngày xưa á, những cái bạn mà hiện tại bây giờ đi học cấp 2, cấp 3 chắc là các bạn biết cái bộ sử thi đâm xăng. Hồi ngày xưa chị học năm lớp 10 là có cái bộ sử thi đâm xăng, và trong đó nó có hai cái người nam họ đánh nhau, thì họ cứ bảo là Ơ Duyên, Ơ Duyên, Ơ Duyên, tức là cái câu tiếng lóng của cái vùng miền họ thôi. Nhưng mà những cái bạn mà nghịch ở trong lớp á thì lại đặt cho chị cái tên Ơ Duyên đó. Nhưng mà nó cũng chưa phải là cái mà để chị lên thương hiệu, tức là chị thấy cái tên nó cũng khá là độc lạ đi. Khi chị nghĩ cái nghề giáo viên mầm non thì chị mới ra đi kinh doanh, là chị đặt tên là Ơ Duyên Shop. Và chị đã thất bại, cho nên khi ngày hôm nay gầy dựng lại thì chị muốn đứng lại, đứng lên từ cái thất bại đó, từ cái tên Ơ Duyên Store đó. Và chị muốn mở rộng để mọi người đều biết đến, tại vì chị thấy nó lạ và chị đặt tên là Ơ Duyên Store luôn. Lý do gì chị chọn kinh doanh bánh tráng phơi sương? Cái cơ duyên đó chắc là ngay cái mùa dịch đó em. Trước khi mà dịch là chị làm make up, tức là chị vừa học make up xong là chị đi làm make up, chị là thợ make up. Thì khi mà chị học xong á là nói chung á là thời nó cũng tới đó em. Đó, học xong 2 năm dịch. Thời nó cũng tới đó em. Đó, học xong 2 năm dịch không. Đâu có đi làm cái gì được đâu. Xong đó mới ở nhà. Thì dịch mà mình bán đồ ăn thì nó sẽ phát triển và mình bán đồ ăn nó đắt. Đó, thì khi đó bắt đầu chị lại tiếp tục bán đồ ăn. Bánh tráng phơi sương là cái món mà chị chọn, tại vì đơn giản là chị ăn chị thấy nó ngon, nên là chị nói thôi vậy thì mình kinh doanh thử. Đó, cái cơ duyên nó đến từ đó luôn. Thời gian đầu kinh doanh có gì khó khăn hay không ạ? Có chứ em. Tức là cái thời gian đầu mình kinh doanh á thì mình nhỏ lẻ thôi. Một lần á là chị lấy về, lúc đó chị lấy về, chị nhớ là một lần chị lấy về như có 10 sắp thôi, rất là ít luôn. 10 sắp, 20 sắp bánh tráng thôi, rồi chị xét combo vô chị bán. Thì sau đó bắt đầu chị mới phát triển được ở trên TikTok á, thì bắt đầu là chị mới bán được số lượng nhiều. Chứ lúc trước chị bán trên những cái nền tảng như Facebook, Zalo thì mình bán cái số lượng ít thôi, ngày mình đi 5-7 đơn thôi. Chị xử lý như thế nào khi có quá nhiều bình luận tiêu cực về mình và sản phẩm của mình ạ? Chị là cái tính của chị là chị không có đáp trả một cái cách gay gắt. Tất nhiên mình đi lên mình kinh doanh, và đặc biệt là cái nền tảng TikTok thì nó tiếp cận được em biết rất là nhiều. Đôi khi là mấy chục ngàn người, rồi có khi là clip lên cả triệu view luôn. Thì tất nhiên sẽ có những cái comment tiêu cực ở trong đó. Chị đáp trả một cách rất là vui vẻ. Tức là chị nghịch lại với cái comment đó, chứ chị không lấy cái đó chị làm tiêu cực. Sẽ có những cái comment về sản phẩm của mình, ví dụ như là bơ đợt này mặn quá, hoặc là bánh tráng mau mốc quá, hoặc là ruốc muối ruốc hành phi bị mặn quá chị ơi, thì chị sẽ cải thiện lên những phần đó. Còn những cái đánh giá mà nó thiên về
khịa mình hay là nó tiêu cực đối với mình thì chị đáp trả một cách rất là vui vẻ. Sản phẩm của mình hiện tại đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng đam mê bánh tráng. Vậy có bao giờ sản phẩm của chị bị phốt chưa? Có em. Thì nói chung là phải nhờ cái phốt đó thì chị mới phát triển được cái bánh tráng cho tới ngày hôm nay. Chị nhớ một cái lần mà phốt chị rất là gay gắt là hồi cái năm ngoái đó. Phốt về cái muối ruốc và cái bánh tráng của chị, trong khi cái bạn đó là ăn hoàn toàn sai cách, mà bạn đi so sánh bánh tráng của chị với một cái bánh tráng của một người khác nữa. Nhưng mà bạn lại nhầm đi, bạn nhầm là cái hũ muối ruốc của chị, bạn đó đó lại khen, mà bạn đó bảo là của bạn kia. Em hiểu không? Tức là hai cái hũ muối ruốc nó bị nhầm hai cái túi đó. Thì là bạn chê cái hũ muối ruốc, bạn khen cái hũ muối ruốc của bạn kia đi, thành ra là mà nó bị nhầm như vậy thì chị mới bắt đầu chị phản kháng lại cái phốt đó. Chứ xưa nay có những cái đánh giá tiêu cực chị nói là chị không phản kháng lại, tức là chị đáp trả vui vẻ thôi. Nhưng mà từ cái đó chị phản kháng lại rất gay gắt, tại vì cái đó là cái công thức của chị, cái riêng của chị. Bắt đầu chị mới lên like, và like hơn 10.000 người xem. Và chị mới là đưa ra cái quá trình chị làm, cũng như là chị chứng minh cái hũ rút đó của chị. Thì nhờ cái phốt đó chị mới phát triển lớn hơn cho tới ngày hôm nay. Em biết kinh doanh online sẽ gặp rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Chị hãy kể lên một trường hợp mà khiến chị nhớ nhất. Cái sự nghiệp của chị nói em nghe là lúc đó là chị bán, chị nhớ là trên TikTok nha. Một cái bạn đó chị quên, chị không nhớ là cái bạn đó là ở đâu, mà bạn đó đã đặt cho chị là 5 combo. Em biết một combo á là nó nặng tầm khoảng 1,6 kg, mà em biết đặt là 5 combo là một cái thùng nó phải to như vậy. Em biết không, xong á mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà đơn sàn thì mình không thể hủy được. Đó, thành ra là mình phải bấm bụng mình đi. Mà cuối cùng lại bom em ơi. Sau khi hoàn cái đơn hàng đó về ha, khui ra là chị nói với em nó không còn gì hết. Bánh là coi như là nó đã lên móc luôn, tại vì trong thời gian đi về là mười mấy ngày nó đã không còn hẹn sử dụng. Xong rồi hả, nhân viên của chị nó khui ra 5 cái combo nó trải dài mà nó chụp hình. Em biết á hả, xong rồi thường á là ít á, mình bị bơm ít á thì mình còn được. Còn cái đó đơn hàng nó khui ra là chị ngồi chị cóc luôn. Chứ không chị tiếc á, vừa tiếc số tiền nó nhiều nè, rồi cái đơn hàng của mình nó nhiều, mình làm công sức ở trong đó. Rồi cuối cùng phải đem ra cho con heo. Cuối cùng phải đem ra cho con heo. Ông hàng xóm kế bên, hầu như hàng bơm của chị là sẽ cho mấy con heo của ông hàng xóm nó ăn. Đó là cho nên là những cái hàng bơm về đồ ăn đó em là rất là sót. Chị có thể chia sẻ về mức thu nhập của mình kể từ khi bắt đầu kinh doanh bánh tráng phơi sương được không ạ? Thì chị nghĩ là trong quá trình mà kinh doanh bánh tráng phơi sương á, thì cái doanh thu của mình nó không có được đều, nó không có được đều. Có những cái ngày á, cái con số nó phải lên là vài trăm đó, nhưng mà có những cái ngày á, nó cũng chỉ có vài chục thôi. Tại vì á, nó sẽ phụ thuộc vào những cái clip mà mình đăng. Ví dụ như những cái lên xu hướng á, thì em biết là cái đơn hàng của mình nó sẽ nhiều. Và hầu như chị á, là TikTok của chị là chỉ xoay quanh cái việc mà chị bán hàng thôi, chứ chị không có review hay là chị làm một cái mảng về ăn uống nào khác. Nó chỉ xung quanh cái việc chị bán hàng ở cái shop của chị, ở nguồn nguyên liệu của chị. Thì con số của chị nó cũng là khá là hài lòng hiện tại. Chị thấy thu nhập giữa việc kinh doanh bánh tráng với các công việc trước đây chị từng làm có gì khác nhau hay không ạ? Và nó có một cái sự chênh lệch phải nói là rất rất lớn. Em biết khi mà mình đi làm mà giáo viên thì lương nó chính là lương nhà nước, và nó sẽ có một cái mức lương cố định. Dù cho em có cố gắng em làm đến như thế nào thì cái mức lương của em nó cũng chỉ như vậy, và nó sẽ trả theo cái thâm niên của em. Nhưng mà đối với kinh doanh thì không nha. Kinh doanh em nhiệt huyết nè, em cố gắng, em làm với cả một cái tâm tư của em luôn đó. Em làm một cái sản phẩm ra chất lượng thì em sẽ thu về cái nguồn lợi nhuận rất là khủng. Trong một năm vừa qua chị kinh doanh thì chị đã mua được 2 miếng đất. Chị chỉ trong vòng khoảng 1 năm thôi. Và đó là cái con số mà hồi ngày xưa chị đi làm em, chị mơ, phải nói là mơ thôi. Đi dạy mình mơ thôi chứ làm sao mà em biết lương mình chỉ có vài triệu mà mình mua được 2-3 miếng đất. Cho nên là con đường mà làm giàu mà chị nghĩ là duy nhất là con đường kinh doanh. Ngoài việc bán nội địa Việt Nam thì chị đã phân phối sản phẩm của mình đến bao nhiêu nước rồi ạ? Sĩ của chị hả, là nhiều nhất là ở Mỹ, rồi ở Nhật nè, Hàn, Canada, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, bữa đó đi Malaysia,
Chị nhớ gì đó. Chị học được gì khi bước vào con đường kinh doanh? Cái công việc kinh doanh này nó mang đến cho chị rất rất là nhiều thứ mà từ cái việc đi dạy hồi lúc trước chị không có nhận ra được đâu. Đó là mối quan hệ và đó là những cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm, trải nghiệm và những mối quan hệ. Em biết không, khi mà em đi dạy á, sáng đến chiều em chỉ bó ở trong một cái khuôn như thế này. Những cái người em gặp cũng chỉ là những cái người mà đồng nghiệp của em ở trong đó. Nhưng mà đối với khách hàng nó lại dạy chị một cái điều mà chị nghĩ là không có cha mẹ nào có thể dạy mình được. Đó là cái sự kiểm soát bản thân của mình, đặc biệt là cảm xúc. Em biết không phải người khách hàng nào cũng dễ thương, mà không phải cái người khách hàng nào họ cũng đáng ghét. Sẽ có những cái người này, sẽ có những người kia. Và chị có thể điều tiết được cảm xúc của chị giống như ở trên live. Và chị rất là nhanh. Khi mà mình đang live tới một cái khúc nào đó, mình thấy một cái comment rất ư là kỳ cục, nhưng mà mình vẫn phải đáp trả lại cái comment đó bằng một cách rất là vui tươi, rất là hài hước. Và cái đó là cái xử lý mà chị học được từ cái việc mà chị kinh doanh. Còn chị nghĩ là nếu mà đi dạy thì mình không có xử lý được những cái tình huống như vậy. Thì cái đó là cũng cái là chị nghĩ là kinh doanh nó mang lại cho mình. Và chị hy vọng sau này nếu chị có con đó nha, con chị nó không cần học giỏi, mà nó phải có được cái sự nhanh nhẹn đó để nó đi ra đời, thì nó sẽ không có bị thua sút người khác. Trong quá trình gây dựng thương hiệu và kinh doanh thì ai là người ở bên cạnh hỗ trợ chị nhiều nhất? Đó là chồng chị. Hầu như là chị làm chỉ có hai vợ chồng thôi. Tức là chị là cái người sẽ xây dựng thương hiệu, và chị sẽ đứng ra chị like, chị làm tất cả những cái khâu ở bên ngoài hết. Còn phía sau lưng của chị, tức là những cái phần mà quản lý app nè, hay là kiểm soát tiền, dòng tiền, rồi đơn hàng đồ, là chồng của chị là người sẽ làm cho chị hết những cái phần đó. Cho nên là chị chỉ việc là đứng ra để chị like và chị làm xây dựng thương hiệu thôi. Chị có cảm thấy áp lực khi hiện nay quá nhiều thương hiệu bánh tráng phơi xương xuất hiện với nhiều sản phẩm đa dạng hơn hay không? Thì thật ra đó, khi mà mới mở ra, lúc mà cái bánh tráng hot là cái thời mà chị nhớ là hồi năm ngoái, hay khoảng tháng 8, tháng 9 của năm 2022 đó. Thì lúc đó đó là bánh tráng rất là hot ở trên sàn TikTok. Và từ cái post của chị hồi nãy chị nói đó, là từ cái post của chị thì nhiều người mới bắt đầu vô là cái kiểu như là so sánh như vậy đó, mua về để so sánh như vậy. Thì bất ngờ là cái bánh tráng phơi xương nó hot, và lúc đó rất là nhiều người vào cạnh tranh. Thì trong đầu của chị cũng có lo lắng, thoáng qua cái sự lo lắng. Và chị đã có cái suy nghĩ là hay là bây giờ mình hạ giá xuống, tức là mình tự bóp lại cái đồng lời của mình để mà mình thu hút khách. Thì ngay lúc đó chồng của chị nó đã nói: em kinh doanh mà em cạnh tranh về giá là em chết. Em kinh doanh em phải cạnh tranh về chất lượng. Thì ngay lúc đó bắt đầu chị mới cho ra những cái sản phẩm và độc quyền của chị. Tức là khi mà em ăn sản phẩm của chị, em sẽ thấy được, đặc biệt là thằng bơ. Em không thể nào em ra ngoài thị trường em có thể mua được một cái bơ giống như cái bơ của chị hiện tại kinh doanh đó. Hoặc là kể cả cái lò bánh tráng cũng vậy. Lò bánh tráng này là ở Củ Chi và hầu như là chỉ có một mình chị mới có thể lấy được, bởi vì giá rất là cao đó. Cho nên là cái chị tập trung vô là cái chất lượng của sản phẩm. Cái thứ hai nữa đó chính là cái bao bì sản phẩm. Bây giờ nói thật ra nha, cho đến thời gian hiện tại có bao nhiêu shop bánh tráng lên, nó cũng không phải là điều gì đáng ngại đối với chị. Chị không có quan tâm đến những cái đó, và chị chỉ quan tâm là sản phẩm của chị như thế nào để chị phát triển hơn thôi. Bánh tráng của chị hiện tại có phân phối sỉ lẻ hay không, hay chị chỉ kinh doanh độc quyền? Chị kinh doanh độc quyền một mình chị. Hiện tại thì chị cũng có các bạn sỉ ở bên nước ngoài, nhưng mà chị tức là cái nghề cái bánh tráng này của mình, em cái hạn sử dụng của nó quá ngắn đi đó, cho nên là thành ra là nếu mà bây giờ á mình tuyển đại lý nó rất là khó. Ví dụ như cái bạn đại lý đó bán chạy thì không nói, nhưng mà bạn đại lý đó bán không chạy thì cái bánh em biết không, để nó sẽ bị mốc, hoặc bơ nó sẽ bị tách dầu, nó không ngon nữa. Mình không có kiểm soát được cái chất lượng của sản phẩm. Rất là nhiều bạn đã gửi yêu cầu và muốn làm đại lý của chị ở các tỉnh luôn, nhưng mà chị không nhận, tại vì chị không kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm đó. Cho nên là chị chỉ một mình chị độc quyền chị làm thôi. Bánh tráng được phân phối sang nước ngoài thì chất lượng sản phẩm có bị ảnh hưởng hay không?
nó sẽ bị rút ngắn cái khoảng thời gian mà mình sử dụng. Ví dụ như bánh tráng và bơ, nó là hai cái sản phẩm mà cái hạn sử dụng của nó ngắn nhất. Vì vậy là khi mà đi nước ngoài thì chị sẽ rất là kỹ, chị sẽ hút chân không hết tất cả các cái sản phẩm đó lại. Sau đó là mình cũng nói với khách hàng và để biết là chọn một cái đơn vị vận chuyển nào đó nó tầm từ 5 cho tới 7 ngày đổ lại thôi. Thì khi qua bên nước ngoài thì khách của mình họ ăn, họ sẽ bảo quản bánh tráng ở trong tủ lạnh ngăn đông. Khi mà em cho vào trong ngăn đông thì mình sẽ kéo dài cái tuổi thọ của bánh tráng ra. Tệ gì ở bên đó họ cũng phải ăn được 5-6 ngày. Nguồn hàng để sản xuất bánh tráng phơi sương chị lấy từ đâu? Hiện tại những cái nguồn hàng của chị đó là chị lấy từ những người quen và biết với chị. Thì ở tất cả rất là nhiều. Ví dụ như bánh tráng thì là ở Củ Chi. Mình sẽ lấy ngay cái lò. Cái lò đó nó làm cho chị, làm riêng cho chị. Em của chị nó sẽ phơi riêng cho chị. Tức là những cái nguồn nguyên liệu chị lấy hầu như là độc quyền. Chị sản xuất cho chị thôi. Hình ảnh của chị khi lên livestream và trên TikTok có khác gì so với chị ngoài đời thật hay không? Y chang vậy đó em. Y chang vậy luôn. Coi như là có nghĩa là chị không tức trên mạng là một cái thế giới ảo, nhưng mà chị mang lên trên đó là chị thật. Nghĩa là ở ngoài chị như thế nào thì khi chị mang lên trên mạng chị như vậy. Chị đi lên đó chị like, chị không ngần ngại rằng là chị xưng mày tao, hay là chị không ngần ngại chị đáp trả những cái comment tiêu cực lại với chị một cái cách, nhưng mà theo hướng của chị là một cái cách chị vui vẻ, chứ chị không có quạo hay là chị không có tiêu cực ở trong đó. Tức là đó cũng là cái mà thương hiệu chị xây riêng cho chị, và hiện tại fan của chị khá là nhiều, và đặc biệt là những cái bạn mà học sinh, những bạn sinh viên, và chị có cả fan là những cái cô chú mà U50, U60. Có những cái ngày chị không like á, là những cái cô đó nhắn tin cho chị đó, ủa sao bữa nay con không like. Tức là mình cho đến hôm nay chị mở shop ở nhà thì khách rất là nhiều. Khách nhiều khi từ Sài Gòn em biết không, họ lái xe đi xuống tới chỗ chị chỉ để mua combo bánh tráng và để chụp hình với chị thôi, bởi vì họ xem trên like đó em. Thì đó là cái mà chị nghĩ, chị thấy là chị may mắn. Chị có dự định sẽ mở thêm nhiều chi nhánh bánh tráng trên toàn quốc hay không? Có chứ, tức là chị cũng có một cái suy nghĩ là mình sẽ mở chi nhánh. Và cái chi nhánh đầu tiên chị suy nghĩ sẽ là chị mở Sài Gòn. Nhưng mà cái vấn đề mà khó nhất đó chính là cái nguồn nhân lực. Tại vì để mà em mở một cái cửa hàng, có một cái người đứng ở đó, thì cái người đó thứ nhất phải là cái người hiểu về sản phẩm của em. Tại vì nó không giống như quần áo đó, nó không có hạn sử dụng nhiều đó, em phải hiểu được cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa, cái người đó phải là cái người tâm huyết và mình tin tưởng. Thì hiện tại chị đang cố gắng để chị đào tạo một số cái bạn nhân viên, để là chị sẽ cho tách ra riêng để đứng ở một cái cửa hàng. Đó là cũng là cái ước, giống như là cái mơ ước của chị, và cái nguyện vọng của chị là chị đang cố gắng để chị thực hiện điều đó. Mình sẽ mở ra nhiều hơn để nhiều người biết đến hơn. Chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang muốn kinh doanh giống chị không ạ? Thật ra đó là khi mà mình kinh doanh á, và không riêng vì cái mặt hàng gọi là bánh tráng phơi sương, thì khi mà kinh doanh nó là một cái thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt luôn. Cho nên á, mình muốn phát triển được thì mình phải có một cái màu sắc riêng, mình phải xây dựng cái thương hiệu riêng cho bản thân của mình. Và cái thương hiệu đó nó sẽ đi đồng hành cùng với cái sản phẩm của mình. Giống như chị, thương hiệu của chị là bà ba, thương hiệu của chị là một cái người mà chị lên chị like, chị rất là lanh và chị biến đổi màu sắc của chị rất là nhiều. Có khi thì chị hóa thành trai, có khi chị hóa thành bà già, có khi chị đủ thứ hết. Thì kinh doanh đó, nó cần phải có sự nhanh nhẹn và cái sự nhảy bén nữa. Các bạn trẻ mà muốn khởi nghiệp kinh doanh đó, nó không phải là mình bước ra, mình đầu tư vô, mình kinh doanh, mà nó cần phải có cái sự biến hóa ở trong đó nữa. Tức là tỉ mỉ, đầu tiên sẽ là khâu chất lượng, rồi sau đó sẽ là cái khâu hình ảnh và cái khâu thương hiệu. Các bạn phải suy nghĩ cho thật là kỹ và phải vạch ra cho mình một cái con đường thì mình mới kinh doanh được. Chứ mình vô mà mình kinh doanh, mình cứ nghĩ đơn giản bỏ tiền mua sản phẩm mình bán lại thôi, thì như vậy mình sẽ rất nhanh bị đào thải khỏi thị trường. Để kinh doanh thành công thì mình cần có tinh thần và cách làm việc như thế nào ạ? Khi mà em muốn kinh doanh á, để mà thành công đó, thì em phải có một cái tinh thần thép. Thật sự là một cái tinh thần thép. Tại vì kinh doanh nó giống như chị nói á, là nó sẽ có lên, nó sẽ có xuống. Và những cái lần xuống nó sẽ nhiều hơn lên nha em. Chứ không phải là lúc nào mình cũng được lên nha. Những cái phần xuống nó sẽ nhiều hơn lên. Và đặc biệt là em phải có một tinh thần thép. Em phải tự, ta kêu là phải tự là an ủi bản thân á. Em phải tự an ủi bản thân và em phải lì. Lì, phải rất là lì. Như chị là chị lì
Chị không có ngại, em không ngại là một ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng, em không ngại vất vả. Đó, em cứ đúng như những cái kế hoạch mà em đã đặt ra. Và đặc biệt em kinh doanh là em phải có kế hoạch. À, hôm nay tôi sẽ quay cái gì, ngày mai tôi like cái gì, ngày mốt tôi like cái gì, và ngày hôm kia tôi phải quay clip như thế nào. Đó là em phải vạch ra mình một cái kế hoạch, chứ không phải là em làm theo cảm hứng. Khi mà em kinh doanh em làm theo cảm hứng là nó chỉ mang lại cho em là một cái lợi nhuận nho nhỏ nào đó và chắc chắn nó sẽ bị gãy. Nhưng mà em có một cái định hướng, em có mục tiêu của em thì em sẽ đi lâu và đi dài hơn. Rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình 100 lần thất bại để chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu của mình. Chương trình chúc chị và Aegean Store sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Và chị cũng cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi những cái tâm sự cũng như là những cái sự chia sẻ của chị để dành cho các bạn. Thì chị hy vọng là các bạn trẻ mới khởi nghiệp thì các bạn hãy có một cái kế hoạch cụ thể, cũng như là các bạn hãy chuẩn bị, đặc biệt là cái tinh thần của mình phải chuẩn bị một cái tinh thần thép thì các bạn mới có thể kinh doanh đi lâu và dài được. Cảm ơn các bạn, cảm ơn chương trình.